Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái dòng sản phẩm là đèn đường liền thể với hai cái khoang mắt led như thế này, liền thể với cái tấm pin moly như thế này, và nó có cái cảm biến chuyển động, công suất của nó là 120W. Tấm pin moly này thì có tuổi thọ là hơn 15 năm, và những cái con chip led ở trong này là công nghệ mới SMD5730. Với 88 con chip led ở trong này thì nó sẽ có tuổi thọ là hơn 50.000 giờ nha cả nhà. Về cái phần cái dung lượng cái bộ pin này á, thì nó sẽ là 6.000 mAh, điện áp là 3.2V, nó sẽ phát ra một cái nguồn quang thông là 900 lumen. Vỏ của đèn được làm bằng nhựa ABS chất lượng cao, siêu bền bỉ, chống thấm nước theo tiêu chuẩn IP65, cho nên đèn nó sẽ chịu được tác động của thời tiết như là nắng, gió, mưa, nhiệt độ cao thì đèn vẫn sẽ hoạt động tốt cho mình nhé. Về phần lắp đặt của cái đèn này thì rất là dễ dàng. Bên em sẽ trang bị cho mình một cái tay gắn đèn và một cái pad như thế này. Một cái đèn, một cái tấm pad này khi mà mình lắp đặt vào trụ thì ở trên giữa này sẽ là một cái trụ và hai bên sẽ là hai cái tấm bát như thế này. Chúng ta vặn ốc siết góc cố định vào, thì phía trước này chúng ta sẽ lắp đặt tay gắn đèn này vào đèn như thế này, và mình gỡ cái tấm pin lên trên giúp giùm em nhé, thì nó mới hấp thụ năng lượng mặt trời và nó truyền vào đèn được. Còn bây giờ em sẽ test thử độ sáng của đèn cho cả nhà mình xem nhé. Ở đây nó có một cái nút bật đèn lên như thế này. Đây chính là ánh sáng của đèn và là ánh sáng trắng nha cả nhà. Với cái chiều cao lắp đặt là khuyến nghị là 3m. Và cái sản phẩm này thì được bảo hành trong vòng 2 năm, một đổi một trong năm đầu tiên. Nếu sản phẩm có gặp bất kỳ lỗi kỹ thuật nào thì cả nhà cứ liên hệ đến bên em để được đổi trả sản phẩm mới hoàn toàn nhé. Và em sẽ nói thêm phần cảm biến chuyển động này cho cả nhà mình hiểu thêm nhé. Buổi tối nó sẽ sáng cho mình là 50% độ sáng, và khi mà nó cảm thấy có người đến gần cái vị trí của đèn, nó sẽ biết được và nó sáng lên cho mình là 100% độ sáng, thì nó sẽ thông báo cho mình biết đã có người đến, nó giúp cho an ninh cái khu vực nhà mình. Nếu như cả nhà quan tâm đến sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới bình luận, nhân viên bên em sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất. Và nếu như mà muốn tìm hiểu thêm những dòng sản phẩm đèn đường, đèn pha, đèn liều đường liền thể khác thì có thể lên trang thondenviet.com. Video của em ngày hôm nay đã hết rồi. Nếu như cả nhà thấy video của em là hữu ích, cho em xin một like và một nút đăng ký kênh để em có động lực làm thêm những video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.